Xin chào tất cả mọi người. Cái hộp mà Trophy Ultra của Hằng vừa mới hết. Hôm nay Hằng khui một hộp mới và tiện thể đây thì có nhiều người muốn biết cái cách mà massage và sử dụng cái viên Trophy Ultra này như thế nào cho nó đúng nhất. Thì đây là cái hộp Trophy và Hằng sẽ dùng một viên ha. Uống nước cái đã. Cái cách mà sử dụng cái viên này á, mà đúng nhất á, đó là chúng ta sẽ ngắt cái đầu của cái viên này ha. Và sau đó, tại vì chúng ta sẽ không có bôi lên tay, vì như vậy thì sẽ làm cho cái sản phẩm này nó thẩm thấu vô cái tay của chúng ta, nó giảm mất cái dưỡng chất mà chúng ta cần phải điều trị các cái vấn đề trên cái khuôn mặt của mình. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ chấm những cái và những cái điểm mà chúng ta dễ bị nhăn nhiều nhất. Chúng ta có thể ưu tiên những cái khu vực nào mà nhăn nhiều hơn thì chúng ta sẽ bôi nhiều hơn. Rồi. Và chúng ta sử dụng hai ngón tay này thôi ha. Hai ngón tay này thôi. Nguyên nhân á là để giảm cái việc đó là sản phẩm nó thẩm thấu vào cái da tay của chúng ta và nó chưa kịp mà thẩm thấu vào cái khuôn mặt. Và chút nữa khi mà Hằng đã bôi đều cái sản phẩm lên trên mặt đó, thì chúng ta cũng sẽ massage theo như là cái cách mà trước giờ mà Hằng hướng dẫn mọi người khi mà rửa mặt. Thì cái việc massage nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta kết hợp cái việc massage đúng và đều đặn cùng với cái sản phẩm Truvé Ultra này á, thì chắc chắn là sau một tháng sử dụng đều đặn 2 lần, sáng một lần, tối một lần, thì cái khuôn mặt của chúng ta nó sẽ giảm những cái nếp nhăn và cái sự săn chắc của cái làn da. Còn như là với bản thân của Hằng á, thì Hằng không có muốn mình bị già đi, cho nên là sử dụng cái viên Trophy Essence Ultra này làm cho Hằng cảm thấy rất là tự tin rằng đó là da mình lúc nào cũng sẽ giữ được cái độ đàn hồi của cô gái từ 18 tới đến 25 ha. Rồi sau khi mà Hằng đã bôi đều sản phẩm lên trên cái khuôn mặt của mình á, thì chuẩn bị đến cái bước massage. Nhưng mà Hằng cũng lưu ý với mọi người á, là khi sử dụng cái viên này thì cũng tùy da của mỗi của từng người ha. Đối với những người nào mà da mà đang bị mụn hoặc là da của mình nó nhờn á, thì có thể là mình sẽ dùng bôi hết luôn cái phần cổ này nè, những cái phần mà trên cổ của chúng ta. Thường thì mình hay bôi mặt nhưng mà mình hay quên cái phần cổ lắm. Và cái hướng massage cổ cũng là hướng vuốt lên và đi ra đằng sau cái phần dái tai của mình ha. Nếu mà chúng ta muốn massage nhiều hơn á, thì chúng ta có thể xịt khoáng để mà massage. Và khi mà massage á, bây giờ thì sản phẩm nó thẩm thấu tương đối rồi. Hàng sẽ dùng hai ngón tay mỗi, giống như cái cách mà hướng dẫn mọi người rửa mặt á, thì chúng ta chỉ dùng hai ngón tay này để chúng ta vuốt ha. Mọi người thấy nó có đơn giản không? Rất là đơn giản. Mình không cần là phải sử dụng nhiều nhiều ngón tay mà chỉ cần dùng hai ngón tay này thôi. Và khi nào mà thấy cái làn da của chúng ta nó hấp thu hết sản phẩm, không còn cảm thấy nhờn ở trên da nữa thì là ok rồi. Cái đặc biệt là cái sản phẩm này nó có thể kết hợp để mà giảm những cái nếp nhăn do cái sự cải thiện cái độ đàn hồi của da, cho nên nó là chúng ta kết hợp với việc massage. Ví dụ như khu vực mắt thì chúng ta massage theo vòng tròn như thế này và giữ lại ở cái góc mắt này ha. Còn đối với những người nào bị sụp mí thì mình có thể massage và kéo cái phần chân mày vòng mắt của mình lên như thế này, kéo ra cái phần chân tóc. Còn cái phần chân mày thì mình sẽ kéo lên đây, cũng chỉ là sử dụng hai cái ngón tay như hồi nãy Hằng nói thôi. Bây giờ thì sản phẩm đã thẩm thấu hết rồi, cho nên là
Tùy vào cái sản phẩm mà các bạn dùng để dưỡng, sau đó thì chúng ta sẽ bôi thêm một cái bước dưỡng để phủ bên ngoài nữa và kết thúc cái việc sử dụng cái viên Trufer Sangultra. Đơn giản không nào?